quẹt thẻ, nhưng mà trước khi ra quẹt thẻ thì mình sẽ hỏi thông tin tại nơi đây. Tại vì thật sự Nga muốn đi ra cái khu mà Lanfa, khu mà museum của đi gần cái bãi bồi, nhưng mà mình không có vô bãi bồi. Sáng nay mình dở một cái đáng lẽ đi thì Nga đổi cái ốp lưng thành cái ốp trong để mặt sau Nga dùng cái gắn cái thẻ đi metro cho nó dễ, và mình cũng cầm quay phim cho nó dễ dàng nữa. Đúng là ngu, nhưng mà không sao, rút kinh nghiệm để ngày mai mình có thể đi tiếp thì mình sẽ đi nhanh hơn và lẹ hơn. Nga thật sự là đối với Nga, Nga muốn tham quan hết cái khu vực DC này. Những lần trước khi qua đây thì thật sự là Nga chưa có tham quan hết cái khu DC. Nga mới chỉ đi được cái khu vực của cái cây bút chì, nhưng mà thật sự lần đó mình đi mình cũng chả hiểu nó là cái quái gì. Giờ thì mình đi mình sẽ hiểu rõ hơn nhiều thứ. Bây giờ mình đang đi lên phía trên và mình sẽ cho các anh chị coi cái độ dốc của cái thang máy này nha. Đó, có nghĩa là mình sẽ đi ra cái khu museum. Thì cái khu mà Lanfan nè, cái khu vực museum nó rất là nhiều, nó rộng lắm. Thật sự ra đối với Nga, khi mà lần đầu tiên Nga đến đây, Nga đi đến cái chính trị, Nga cũng chả biết nó là như thế nào, vị trí đó làm sao. Và thật sự đó, đợt đó là mình rất mù mờ. Nhưng khi mà Nga giờ cầm được cái bản đồ rồi thì Nga thật sự ra nếu mà các chị đi đâu mà có bản đồ thì không có gì mà phải sợ hết cả. Nga muốn đi cái Capitol của US, Capitol ở DC. Thật sự là họ cho mình vô tham quan. Tất nhiên White House thì không có, chỉ đứng ở phía ngoài thôi. Rồi những cái museum vòng vòng đó, đó nghĩa là những cái lịch sử mà liên quan đến nước Mỹ là tập trung ở khu DC. Nếu như những anh chị nào có học về American culture hay là history of American thì nó có đầy đủ hết. Nga nhớ cái bộ sách mà Nga học hồi quá trình học đại học của Nga thì thầy cô giảng rất kỹ. Và tại vì sao? Tại vì trong cái top thầy cô giảng dạy đó là đa số là những thầy cô đó đã sinh sống ở tại Mỹ, và khi người ta giảng dạy cho mình thì rất dễ. Nữa bây giờ mình phải đi hỏi thôi. Spice. Ồ, mình phải đứng chờ một chút ha. Cái bưu điện, cái museum Spice. Nhưng mà bây giờ làm sao, cách nào đi vô đây? Để ngay coi. Cái lối đi lên museum rồi. Nó đây. Từ trong metro đi ra nó không có khó, nhưng mà mình chưa có rõ nên mình phải đi từ từ. Then you'll just head to your right to get started whenever you're ready. Hi. Và các bạn, hiện giờ Nga đang ở ngay Spy Museum. Và Nga mới đều đi vô. Hầu hết các museum ở bên Mỹ là free, nhưng một số museum họ không có free, trong đó có cả Spy. Và Nga đi cái vé museum ở đây, hiện tại bây giờ Nga đi cái vé museum Nga mua là kể như là 27 đồng cho cái việc viếng thăm. Và mình sẽ đi từ sáng cho đến khoảng 6 giờ chiều. Hôm nay thật sự mình ngu là mình đi không có rõ nên mình chỉ tham quan được, chắc nghe chỉ được chút xíu thôi, kệ, mình cứ tận dụng tối đa. Thôi bây giờ mình vô mình tham quan. Bây giờ mình đi vô trong Spy Museum mình tham quan. Hello,
Hello. I don't know. Can you guide me? So how many floors are there in this museum? Well, the exhibits are all on the fifth floor and the fourth floor. Fifth floor. And I'll take you up in a few minutes. Yeah. I don't know. Are you live streaming or? No, not live streaming, but I want to recall everything from my friend and I okay. did the film for my friend. Oh, okay. Well. Ngài cũng xin nói luôn là đối với museum này đó thì họ không cho mình có thể quay phim ở nơi đây mà mình chỉ có thể là chụp hình được và mình sẽ ghi lại những hình ảnh cho mọi người anh chị và các bạn xem nhé. Ok, Spy Museum, International Spy Museum. Spy bây giờ nó tắt điện thoại. Silence. Confirm. Ngài cũng chưa biết museum này nó đi ra làm sao. Ngài nghĩ là museum nó họ liên quan đến bây giờ để mình cất hết tất cả. My name is Hotel Jesus Church Play. Here is a zip coin. We continue. So we say xong Spy Museum ở thông tin mọi người ta ấy thì đã xem xong đoạn phim rồi, bây giờ ra những cái khu vực mà người ta kể về cái Spy Museum, có nghĩa những cái nhân vật trong lịch sử này kia hoặc là những nhân vật ấy. Thật sự Nga cũng không biết museum này sao, để Nga chụp hình nha. Và hiện giờ Nga chuẩn bị Nga đi vô trong cái museum này, họ bắt mình có cái codeword để mà chơi. Đó, mình sẽ chụp hình lại.
The achievement that Alan Turing contributed was right that there was a direct connection and an enormous contribution to that. Spy này nó có một cái game và Ngà mới vừa chơi một cái game đó, chơi thì rất vui. Trong đây thực sự ra là họ có những cái thông tin về tất cả các spy của hầu như các nước trên thế giới, nước nào cũng có spy, họ collect lại hết tất cả và họ cung cấp đầy đủ thông tin. Vì ở trong đây họ không có cho mình, có nghĩa là có những cái quy chế riêng trong cái việc mà tham quan, nên mình chỉ thấy là những cái thông tin như thế và mình thấy là nó cũng đáng, và nếu như có thời gian thì mình sẽ tìm hiểu được nhiều hơn. Và bây giờ mình qua cái tầng thứ tư của cái spy để mà mình tham quan. Có những cái thông tin của trên các nước trên thế giới rất là nhiều, nhiều thông tin lắm, và nếu có thời gian thì mình sẽ tham quan kỹ hơn, chủ yếu là về gián điệp vậy. Cái máy vi tính thời giai đoạn đầu đĩa HD, phong HD, ôi giời ơi. Đây là một cái chiếc xe mà mô hình mà xe này có giống như trong phim James Bond vậy. Hồi nãy nha, chúng tôi chụp hình cái mô hình ở phía trên James Bond. Đây James Bond, đây là hình của chiếc xe James Bond trong phim mà Điệp viên 007 mà mình coi. Và hôm nay thì chính bản thân Nga tận mắt thấy được cái chiếc này. Coi trong phim á thì mình không
không hình dung được cái chiếc xe này ra làm sao, nó như thế nào. Nhưng ngoài thực tế thì cái chiếc xe này nó mang tính chất cổ điển và cảm giác như nó luxury vô cùng, sang trọng. Thế là Nga đã tham quan xong một vòng của Museum Spy. Và sau khi đi xong thì Nga có những nhận định như thế này, là nếu như mọi người có cơ hội đi đến DC thì cũng nên đi đến Museum Spy. Có nghĩa là mình sẽ đi biết được là những cái phim mà mình coi, điệp viên, gián điệp hoặc những tin tức trên thế giới, thì trong đây ngồi họ có đầy đủ. Và trước mặt, đằng sau lưng Nga đây là cái chiếc xe của James Bond trong phim mà 007 mà mọi người hay coi. Và đây là thực tế của chiếc xe này. Cái vé tham quan tại đây là khoảng tầm hồi nãy Nga mua rồi là 27 đồng. Rồi cái tiền Nga đi ở từ nhà Nga qua đây cho là khoảng 10 đồng thì Nga tham quan được khu vực này. Nhưng mà nếu mà để lần sau Nga đến đây thì Nga sẽ đi sớm hơn và đi giống như là mình có thời gian nhiều hơn thì mình sẽ tham quan được nhiều hơn tất cả. Vì khu DC này còn nhiều chỗ để mà tham quan lắm. Nhưng mà Nga chỉ mới có tham quan được một phần của trong cái museum này thôi. Và bây giờ mình sẽ đi về, tại vì cũng đã khoảng tầm về chiều rồi. Và khi vô Museum Spy này thì mọi người cũng cẩn thận là cái cửa vào và cửa ra nó hoàn toàn khác nhau, nếu không thôi mình sẽ không có mở được. Đây, tổng quan nha, cho mọi người xem cái khu vực của Museum Spy. Trước mặt Nga là cái khu vực của Museum Spy. Nó có chỗ parking nếu các anh chị đi xe, rồi có xe double bus để mà tham quan Old Town Tour. Đây, Museum Spy. Đây là cái vị trí của Museum Spy. Khi mà từ cái cổng mà Nga đi xuống metro thì Nga đi vòng qua đây cũng gần lắm. Cái cảm nghĩ của Nga khi mà sau khi mà đã đi tham quan cái Museum Spy, thật là Nga nói thật sự là những cái gì mà trên phim ảnh mình coi á thì nó chỉ là một phần thôi. Ở trong cái Museum Spy, nếu mà các anh chị có thời gian, các anh chị qua DC thì nên tham quan. Bởi vì nó cả bao gồm những cái sự việc mà xảy ra trong vệ tinh thời sự này kia, họ đem trong đây và họ chân dẫn mọi thứ, nên mình hình dung được nhiều thứ ở trong đây lắm. Còn nếu mà trên giống như mình đọc báo hoặc mình xem tin tức chỉ là một phần. Nghe ví dụ như khi mà Nga tham quan thì Nga mới nhớ cái lại những cái giai đoạn mà lúc đó mình còn nhỏ, giống như năm 1998, 99, 2001, những sự kiện tại bên Mỹ xảy ra. Thì thông tin đó mình coi trên báo chí chỉ ít thôi, nhưng trong Museum Spy họ show đầy đủ hết tất cả các hình ảnh cho mình coi, mình tham quan. Để mà tham quan một cái museum á, thì Nga nghĩ là phải ít nhất mất 3 tiếng đến 4 tiếng. Do đó là để mà muốn tham quan mà tiết kiệm, có nghĩa là tùy mọi người, thì nếu như mình sẽ đi đến Museum Spy nữa thì Nga nghĩ là mọi người nên đi sáng sớm và mình sẽ qua bên đây tầm khoảng khởi hành tầm khoảng 9 giờ hoặc là 10 giờ. Các anh chị qua đây thì các anh chị tham quan Museum Spy sẽ khoảng trong vòng 3 tiếng thì mình sẽ tham quan hết. Rồi sau đó mình sẽ đi qua một cái museum kế bên, đó là Museum Bible, có nghĩa là bảo tàng về trong Kinh Thánh.
Và còn cái bảo tàng mà nãy nghe nói spy á, có nghĩa về giống như là về nó họ show về những gián điệp, những điệp viên của các nước trên thế giới, nhưng mà trọng tâm là ở Mỹ là chính. Và một cái nữa là khi mà mình xong rồi thì nếu như các anh chị đã đi Museum Bible rồi thì các anh chị có thể đi những cái museum khác cũng gần gần đây. Nó còn một số giống như Space hoặc là ít nhất DC, thì Nga nghĩ là nếu như mình tự túc mình tham quan thì phải mất ít nhất là 3 ngày, thì bên DC mình sẽ tham quan được những cái nơi chính của DC. Bây giờ thì Nga đi trở về cái chỗ hồi nãy Nga đi ra cái gate, và bây giờ Nga trở về.